Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận di chứng phổi, tim, rối loạn tâm thần sau khi mắc Covid-19. Sài Gòn thiết thị thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc Covid-19 khá đa dạng như mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, tuổi trẻ đưa tin, tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 sáng nay, ông Thượng cho rằng WHO, các nhà khoa học và các quốc gia nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến khó lường. Năm 2022, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xác định hai nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời, đó là hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo chăm sóc sức khỏe và chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết thêm một vấn đề mới phát sinh là thành phố bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc COVID-19 khá đa dạng, bao gồm mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần. Ngành y tế xem đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2022. Theo đó, ngoài việc huy động các chuyên gia thuộc các lĩnh vực sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân, thành phố sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh thông thường, chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19, tăng cường phối hợp đông Tây Y, Đặc biệt, sẽ tổ chức tổng đài chăm sóc sức khỏe tâm thần, đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần các cấp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron. Theo đó sẽ triển khai các hoạt động kiểm soát người nhập cảnh, xét nghiệm nhanh khi vừa nhập cảnh. Nếu dương tính sẽ cách ly tại bệnh viện giả chiến số 12 và lấy mẫu PCR giải trình tự gen. Đồng thời, có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ tại địa phương. Sức khỏe và đời sống trích lời ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu trong buổi họp báo chiều hôm qua. Ông Hải cho biết thành phố rất trân quý lực lượng hỗ trợ, đặc biệt là từ các tỉnh, thành giúp thành phố xây dựng trạm y tế lưu động. Việc quân y rút khỏi trạm y tế lưu động nằm trong kế hoạch. Do đó, thành phố đã chuẩn bị lực lượng để thay thế. Thành phố Hồ Chí Minh giao Bộ Tư lệnh thành phố làm chủ lực, đề xuất quân khu bảy giúp thành phố thực hiện tiếp nhận trạm y tế lưu động. Đồng thời, huy động sự hỗ trợ từ các nhà thuốc tư nhân tham gia công tác chăm sóc, điều trị F0. Thành phố mời gọi hơn 6.000 nhà thuốc, đến nay được hơn 2.557 nhà thuốc tham gia huy động 430 bác sĩ mới tốt nghiệp, trong đó 420 bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và 10 bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y dược sẽ về thực tập tại các trạm y tế phường, xã trong thời gian tới. Hội chữ thập đỏ, lực lượng đông, Tây y, y tế tư nhân, mạng lưới thầy thuốc đồng hành cũng được huy động đồng hành tham gia vào lực lượng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Theo bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày mùng 8 tháng 1, nước ta ghi nhận thêm 16.553 ca mắc COVID-19, trong đó có 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước, tăng 259 ca so với ngày trước đó. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó Hà Giang, âm 263, Hải Dương, âm 262, Vĩnh Long, âm 229. Trong khi đó, một số địa phương lại ghi nhận số ca nhiễm mới tăng so với ngày hôm qua là Tây Ninh Trà Vinh Đắk Lắk cộng 481, Gia Lai cộng 179, Đà Nẵng cộng 165. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.876.394 ca nhiễm. Trong ngày, đã có 8.990 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Nâng tổng số ca được điều trị khỏi của nước ta tới thời điểm hiện tại là 1.488.038. Phùng mi tổng hợp. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.